Hay hay hay, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thầy Mò sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn ba loại đồng hồ, nhưng mà mình tâm đắc nhất là cái loại đồng hồ này. Nếu các bạn nào có điều kiện thì cũng phải mua một cái đi để mình đo. Thì cái đồng hồ này tương đối rất là nhiều cái chức năng mà sẽ hướng dẫn cho các bạn biết sử dụng nha. Đồng hồ này gọi là đồng hồ Inco gì đó. Giá của nó thì thầy Mò mua nó là 609.000 và nó có thương hiệu đặc biệt luôn. Bây giờ á đây đập hợp chiếc đồng hồ này á, thì mở ra thì mình nhìn thấy nó rất là ngầu hầm hố luôn ha nó có cái Tagalo thì mọi nội dung á mọi hướng dẫn á, thì nó nằm trong Tagalo này nha các bạn nhưng mà nó bằng tiếng anh nếu các bạn nào tốt tiếng anh thì các bạn hãy dịch nó ra và đây là cái que đo cái que đo thì mình nhìn thấy nó cũng rất là xịn sò thì cái que đo này á, là nó dài tầm khoảng 8 tấc. 8 tấc nó được bảo vệ và nó có cái mũi nhọn đó. mình đo nó rất là dễ, nhìn nó rất là cứng cáp. Thì đây là mình giới thiệu cho các bạn sơ sơ qua bốn cái nút nữa ha. Thì cái que đen á là ở nút cơm. Thì nó có những cái đường dây ra nè, nút cơm đi ra đường dây, đây là đo tụ, đo đi ót rồi đo, đo thông mạch kêu lên đó, nó hình cái chuông đó, đây là đo miliampe, đo bình ắc quy. Rồi từ cái cơm á Thì nó chạy lên nhiều cái chức năng khác Chẳng hạn như là đo ampe là mình đo tối đa là 10 ampe Rồi như vậy thì cái này là cái cơ bản Còn khi mình bật á Bật tới đâu á Thì đèn nó sáng ở cái que đo chỗ đó Nên chúng ta không thể nào lộn được hết Thì từ cái thang này màu vàng này nè Chúng ta có thể là đo điện DC đó, Đo DC Là đo pin, đo bình, đo ác quy hay là đo những cái dòng điện mà nó ở đằng sau cái cầu nắng diode đó, nó là điện DC à, các bạn nên nhớ một điều ha là đằng sau của cái cầu nắng diode đó là DC cái cục pin đó mình đo ngược chiều thì nó có cái dấu trừ ở trước còn mình đo mà đúng chiều thì nó không có dấu dấu trừ còn cái nút ấn này á, là các bạn biết đó, là để à, rọi đèn mỗi khi chúng ta sửa điện mà không có đèn pin đó, thì đây là một cái đèn pin luôn nó có nhiều công năng lắm mà các bạn sẽ theo dõi và khám phá ra cái đồng hồ này nha nếu các bạn có đủ điều kiện thì các bạn mua cái đồng hồ này với giá 609 ngàn và thầy mò có thể là giới thiệu cho các bạn cái chỗ uy tín ha các bạn nhìn thêm nè mỗi một cái khu vực đo đó thì chúng ta nhìn thấy nó có cái màu khác nhau đây là đo hẹp đo tụ còn đây là đo dòng đo dòng điện mỗi khi mà các bạn muốn đo cái gì đó, thì các bạn cắm à, que đo từng cái nó bốn cái lỗ rồi các bạn có thể à, bật qua một cái là thấy cái đèn nó sáng ở chỗ nào thì các bạn có thể cắm vào đó nó không bị lộn bây giờ mình đo dòng cho các bạn xem nha ví dụ như một cái bo mạch này nè nó ăn dòng bao nhiêu à, miliampe hoặc là bao nhiêu ampe thì chúng ta đo bằng cách như sau thì đo dòng là đo nối tiếp đó thì thay vì mình cấp vô đầu cộng đầu trừ nhưng mà mình cấp qua cái que đồng hồ mỗi khi mà bật lên các bạn thấy đèn sáng chớp chớp rồi không đó là những cái tín hiệu để cho chúng ta ghim cái cái que đo cho nó đúng. Ngoài ra cái màn hình nó cái chữ số rất là to uh, cho những người già người ta nhìn nó dễ và có ánh sáng trên màn hình. Một cái tải á gồm có motor, bo mạch hay là đèn led thì nó ăn dòng bao nhiêu thì chúng ta đo có thể biết được là nó ăn dòng bao nhiêu và các bạn phải bật cái thang đo nó phải tùy theo cái công suất của nó nha rồi các bạn có thể bật qua chế độ này là chế độ đo pin à, đo pin rồi đo bình mỗi khi chúng ta đo mà chúng ta không thấy đường thì chúng ta nhấn cái nút đó là cái màn hình nó sáng lên nha các bạn cái thang nào mà các bạn đo các bạn án chừng nó dù có pin won rưỡi thì các bạn phải bật qua bon rưỡi thì nó sẽ đo chính xác cho các bạn luôn là pin của bạn còn bao nhiêu đó các bạn khi bật được cái là cái đèn đó sáng đó là các bạn đo lộn lộn cọc rồi đó phải giờ nó qua cái cọc bên này đó là đo mili là phải giờ bên này chứ không được cắm uh, cấm bên kia cấm bên kia thì nó sẽ báo không chính xác đây là thang đo ôm đo thông mạch đó nó kêu lên rồi đây là thang đo ôm khi các bạn chạm vào thì nó sẽ bằng không ôm khi mà bậc thang nhỏ là các bạn thấy có sự sai số khi mà các bạn bậc thang lớn á, thì nó sẽ ít sai số hơn thì cái thang đo mà nhân một á, thì các bạn có thể đo được linh kiện luôn cái đồng hồ này rất là nhiều chức năng đúng không các bạn quá nhiều chức năng luôn còn đây là nó đo tới như là 600 m 600 m là đo chạm đó nếu các bạn mà chập hai cái que mà vô trong cái tay của các bạn có thể thấy được là cái độ dẫn điện của các bạn luôn à, độ dẫn điện nè độ dẫn điện của mình là tới là sáu bảy m à, để đây mình đo thử nè mình cắm điện vào wow, mình đo điện hai trăm hai thì nó báo đây là nó đổi màu để nó báo mình là đây là chỗ nguy hiểm à, nó chuyển màu đỏ ra là chỗ nguy hiểm đó hai trăm hai mươi ba nó có nhiều chức năng nữa các bạn theo dõi nha rồi các bạn bật để mình bật cái chế độ đo thông mạch xem mình đo cái điện 220 coi cái đồng hồ này nó có chết không nha có nhiều bạn nói là để thang nhân ôm mình đo lộn 220 mà đối với đồng hồ bình thường thì nó sẽ chết nhưng đối với đồng hồ này thì mình đo mình thấy nó không chết à, nó cũng vẫn không báo có nghĩa là mình đoan lộn thang thì nó cũng không có hư đồng hồ của mình thì đương nhiên á, là ở trong cái tắc lô của nó cái hướng dẫn của nó là khuyến cáo mình không nên cấm lộn à cái việc mà đi lộn nhiều lần như vậy á, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều cái đồng hồ của mình nên nó khuyến cáo không nên cấm lộn nó cũng giống như là bạn đi lộn phòng của người khác thì một lần hai lần á, thì người ta cũng cười cười thôi nhưng mà lần thứ hai lần thứ ba thì nó quá phiền vô đối với chúng ta nha. Đây, à, thầy mò đo thang thông mạch, nhưng mà nó không có không có hư, không có nổ đồng hồ mình. À, đồng hồ này rất là xịn sò các bạn. Đó, thử nhiều lần nhưng mà không có không có bị nổ, rất tuyệt vời. Thì mình đã xài rồi thì mình mới dám giới thiệu các bạn. Đó, mình để cái chế độ nào cũng không có bị hư hết Được Ngoài ra cái chế độ này là chế độ ốp Để cho đừng hao pin Thì tổng thể đồng hồ thì các bạn cũng giới thiệu qua rồi đó Bây giờ mình thử nhiều cái chức năng Để cho các bạn xem Đây là đo tần số Khi mình bật cái thang tần số thì hai cái que này là các bạn phải Phải nhìn rõ nè, hai cái que này mình cắm cho đúng What? Và hầu như là Một que đen nó là que cơm á là lúc nào mình cũng cắm ở đó hết khi mình bật cái thách chế độ nào thì nó sẽ hướng dẫn cho mình đèn sáng thắt rất tuyệt vời các bạn ha rất là xịn sò luôn rồi ở chế độ này là đo chế độ đo hẹp thì mình bấm vô à, chế độ đo hẹp rồi hai cái que đo đó mình cắm cho đúng rồi mình đo là mình cảm thấy nó là 50 mươi là điện của mình đang dùng của nhà nước evn đó là 50 mươi nha các bạn còn cái chế độ này nó mới đặc biệt nè, chế độ này nè. Khi mà bật qua chế độ này á thì các bạn bấm cái nút này. À nút này là nút ánh sáng. Rồi mình bấm cái nút này á là nó chuyển hai chế độ là chế độ like và chế độ nóc À chế độ đó rồi mình đọc cho các bạn nghe ha Rồi cái chế độ này là các bạn dò điện, dò đứt mạch đó. Những cái mạch mà trong âm tường á, mà nó bị lâu ngày nó bị đứt mà chúng ta không phát hiện được thì cái chế độ này nó phát hiện được cho bạn luôn. Nó báo À, nó báo đứt mạch, cái này cũng giống như là cái bút thử điện không có dây các bạn, à, bút thử điện không tiếp xúc vậy nó y chang như vậy đó, nhưng mà nó rất là mạnh. Còn cái chế độ này á là các bạn cắm một cái que vô nó báo có một lỗ chết đèn ha, để các bạn thử được cái dây nào là dây lửa, dây nào là dây nguội. Đó, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời mình thử mình thử vô đúng cái dây nguội ấy, thì nó không kêu mà đúng cái dây nóng là, là nó kêu lên nó báo đèn đỏ là rất là nguy hiểm với sợi dây đó ha dây nguội là không kêu nè dây nóng kêu nè vậy thì cái đồng hồ này theo thầy mò đánh giá là rất là tuyệt vời các bạn có điều kiện thì nên sắm và đường link mình để bên dưới các bạn hãy tham khảo nha còn nếu các bạn nào mà không có điều kiện nữa thì các bạn mua cái loại đồng hồ này là 274 ngàn còn đồng hồ này là 195 ngàn nó cũng cùng thương hiệu uh, rất là tốt nhưng mà nó uh, có những cái chức năng mà chúng ta cần thì nó không có